Xin chào các bạn, chúng ta lại gặp nhau trên kênh KBiz 24 giờ. Và trước khi bắt đầu xem hôm nay có tin tức gì đáng chú ý thì các bạn hãy ấn đăng ký kênh và bật chuông thông báo để cập nhật những thông tin về các idol KBiz các bạn nhé. Vào sáng ngày 2 tháng 6, Mnet tiết lộ nhóm ứng viên thứ hai sẽ xuất hiện trong chương trình thực tế sống còn mới mang tên Island. Đây là dự án mới liên doanh giữa công ty giải trí Big Hit Entertainment và CGENM. Một trong 12 thực tập sinh được công bố gây sốc cộng đồng mạng xã hội được biết đến là người Việt Nam. Theo tiết lộ từ K-Crush, chàng thực tập sinh này tên là Hưng Bin, nghệ danh là Han Bin, sinh năm 1998. Một số nguồn thông tin chia sẻ, cậu ấy là leader của CAC, một nhóm nhảy khá có tiếng trong giới dancer cover K-pop ở Việt Nam. Mới đây, chương trình thực tế Sống Còn Island của Big Hit hợp tác cùng với CGENM vừa công bố các thực tập sinh tham gia. Đây là dự án mới liên doanh giữa công ty giải trí Big Hit Entertainment và CGENM. Được biết, Island là một chương trình thực tế quan sát của Mnet, theo sát quá trình ra đời của các nghệ sĩ K-pop thế hệ tiếp theo. Dự án sắp tới dự kiến sẽ tạo ra những trải nghiệm độc đáo cho người xem. Đáng chú ý nhất và làm cộng đồng mạng Việt Nam cũng như các nước Đông Nam Á dậy sóng chính là sự xuất hiện của thực tập sinh mang quốc tịch Việt Nam. Anh chàng có nghệ danh là Han Bin và đã trải qua 11 tháng thực tập. Rất nhanh chóng, K-pop fan Việt Nam đã tìm ra profile cực xịn của nhân tố mới thú vị này. Theo đó thì Han Bin sinh ngày 19 tháng 1 năm 1998. Trước khi sang Hàn Quốc làm thực tập sinh, anh chàng có nghệ danh là Hưng Bin và là leader của CAC, nhóm nhảy cover K-pop khá nổi tiếng của nước ta. Vốn là một dancer nổi bật, sở hữu những bước nhảy tốt cũng như mang phong cách khá chuẩn Hàn, nên Han Bin thường đảm nhận vai trò nhảy chính cho các clip của CAC. Anh chàng cũng là một trong những thành viên nổi tiếng có lượng fan nhất định. Hưng Bin còn từng là quán quân đầu tiên của K-pop Random Dance Challenge in Public, một cuộc thi nhảy dành cho các bạn trẻ yêu K-pop ở Việt Nam, chứng minh tài năng không phải dạng vừa của anh chàng. Bên cạnh đó thì các video dance cover trên kênh YouTube của nhóm nhảy CAC cũng thu về lượt người xem lớn. Đầu năm 2019, Hưng Bin bỗng xóa hết các tài khoản mạng xã hội, làm bùng nổ nghi vấn anh chàng đã trở thành thực tập sinh cho một công ty giải trí xứ Hàn. Thế nhưng, thông tin về sự kiện này khá ít ỏi. Cho đến khi hình ảnh của Han Bin xuất hiện trong Island, K-pop fan Việt đã giải đáp được thắc mắc bấy lâu nay. Hiện tại sau khi được công bố chính thức tham gia Island, Han Bin nhận được rất nhiều sự ủng hộ từ cộng đồng yêu K-pop ở Việt Nam. Các fan Việt rất vui và tự hào khi Han Bin tham gia chương trình, thế nhưng hành trình của Han Bin được nhìn nhận là không hề dễ dàng gì. Đầu tiên là việc Han Bin đã 22 tuổi, một lứa tuổi được xem là khá lớn để có thể debut tại nền công nghiệp giải trí xứ Kim Chi. Hầu hết thì các thần tượng sinh năm 1998 cũng đã hoạt động được ít nhất 1 đến 2 năm. Tiếp theo đó là việc lấy nghệ danh là Han Bin cũng gây ra tranh cãi bởi một bộ phận Iconic, fan của Icon, từ nghệ danh này giống tên thật của cựu trưởng nhóm BI. Có thể thấy với những khó khăn ngay từ khi bắt đầu như thế này, Han Bin phải thật sự cố gắng để giành được sự chú ý và yêu mến, không chỉ từ người hâm mộ Việt Nam mà còn cả các fan quốc tế. Sự trở lại của Hưng Bin dưới cái tên là Han Bin và xuất hiện trong một show thực tế sống còn do công ty chủ quản của nhóm nhạc toàn cầu BTS sản xuất, hứa hẹn sẽ tạo nên nhiều sự chú ý. Rất nhiều fan Việt Nam hy vọng anh chàng sẽ làm nên chuyện để giành được một vé debut dưới trướng những ông lớn nổi tiếng xứ Hàn. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi video và đừng quên ấn đăng ký kênh và bật chuông thông báo để luôn luôn được cập nhật những thông tin nóng hổi của sao Hàn đến từ KBiz 24 giờ các bạn nhé.